จะละกันไม่ไม่ได้ไอ้ FTP เลยไม่เป็นเดี๋ยวที่น้องเสียจะเจอมาใหม่เลยนะmà cái chắp tôi chế độ mang này. Mình ra đây chế độ ma đâu bởi vì là đầu tiên mình đã vào đây mình tập chơi đây anh em ạ. Mượt thế nhỉ, game này rất là mượt đấy mọi người à. Game này là dành cho những người chơi game mượt này. Mấy ông bà ngoại vào đánh mình không ta? À, đánh mình. Ông bà ngoại biết biết mình ngoan rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Chỉ nghe tiếng bước chân của mình. Thật ra ông bà ngoại không có thể nào có thể thấy được mình. Nhà cháu chán ngoan rồi. Đúng. Mình không muốn ở bọn mình ở đây suốt thời gian qua. Nên là ông ngoại yêu mình rồi. Yêu bọn mình nhưng mà bọn mình bây giờ mình sẽ gồm hết tất cả các đồ ở đây mọi người nha. Cho bọn mình chán quá nên bọn mình đến về ăn. Đúng rồi. Chả vui em bọn mình đi về. Em phải nói đi về. Nó to và các bạn nhìn đi cái này. Âm thanh vui đi. Ok, quan đi bật. Sẽ dừng lại cái đoạn mà mình đang lấy được hết tất cả đồ nha. Ok các bạn ơi, bọn đây chưa thành quả của mình, đã chuẩn bị đầy đủ đồ rồi mọi người ơi. Bây giờ nhiều mọi người đã chuẩn bị đầy đủ đồ, có dao có luôn này, chỉ khóa đen có hết sạch luôn. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ phải lấy cái tấm gỗ mọi người à, mình sẽ lấy cái tấm gỗ anh em, mình sẽ tổng rất là nhiều đồ này kia. Ông bảo tôi ai bà lên chỗ nhà mình cắt hết được gỗ rồi mà có ai bàn. À, đùa. Không phải là what the fuck, thằng nào mở mình đồ dẹp hết rồi, tự nhiên thằng nào nó bày bừa nhà mình luôn này. Cái này cháu đấy ông ạ, cháu đây ông ạ, không biết là ông không biết thì thôi, đập vỡ đầu ông ạ. Đầu ông ngoại nháo lắm anh em ạ. À, ông ngoại chỉ biết điều cháu. Bà ngoại mình thích hơn bởi vì bà ngoại có nốt ruồi nên mình đã khá là thích bà ngoại bởi vì bà ngoại có nốt ruồi là to và bé. mọi người có thích mình làm thêm một cái phiên bản về cái thằng bé béo kia không? Thích thì comment bên dưới là để mình làm xong mình bán ra. Anh cô cần anh cần cái du huyết thanh long ạ. Thanh Long của nó là cái ấy, nó là cái nhân vật trong FIFA ấy. Nhân vật Thanh Long đấy. Thanh Long bạch hổ chu tước đấy. Bạch hổ chu tước người ngu đấy. Thì bé Thanh Long muốn đặt tên là bé Thanh Long 2054. 2054 anh em ơi. Code là 2054. Chìa khóa rồi. Là mình xin nó bán xe các bạn ạ. Còn mình có xe chưa? Mình xin nó bán xe bán cho đầu tiên. Mình thích đi xe hai bánh. Đi xe hai bánh. Điều đúng. Các bạn, cháu xin phép. Không, cháu xin phép bạn.
cháu xin phép ông, cháu xin phép bà cháu đi chơi nha. Cháu xin cháu đi ông chơi xong rồi cháu đi về với bố mẹ nha, cháu không ở với bà đâu. Đi ở với bà hay ông bà cứ đấm cháu. Ở với ông bà. Ông bà tức má cho đủ xa nè. Ông bà toàn bắt cháu đi ngủ quá. Cháu đi về. Đi về. Đồ ăn thì ông toàn đồ ăn thối. Nhà ông toàn đồ ăn chửa con. Đúng rồi. Vứt nhà ông toàn đồ ăn ngon thôi. Cháu muốn ăn sáng. Đấy. Nhà ông trốn đơn giản. Tạm biệt mọi người nha.